Thưa quý vị thính giả thân mến, Hồng Phúc xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe hồi ký mang tựa đề Tưởng nhớ cha tôi, Đại úy Trương Hồng Nhơn, tác giả Thăng. Và ngay bây giờ sẽ là phần đầu của hồi ký này. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe. Lời giới thiệu: ghi theo lời kể trung thật của người con trai cố đại úy địa phương quân Trương Hồng Nhơn, ông được vinh thăng đại úy đặc cách tại mặt trận Thủ Thừa, tỉnh Long An vào tuần cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Danh xưng tôi trong bài viết này được hiểu là đương sự. Những sự kiện và diễn tiến xảy ra đều dựa trên trí nhớ của tuổi thơ và từ thân nhân cho biết. Nếu như có điều gì sai lệch, xin các cựu quân nhân địa phương quân, tức là đồng đội của cha tôi, bổ túc dùng, trân trọng đa tạ. Đêm đã khuya, anh kể về đời binh nghiệp của tân phụ mình là cố đại úy địa phương quân Trương Hồng Nhơn với niềm tự hào kiêu hãnh. Nghe giọng nói của anh mạch lạc rõ ràng từng chữ một qua điện thoại viễn liên. Cha tôi là một sĩ quan tác chiến của quân đội miền Nam. Tôi rất hãnh diện về ông. Thật tình, đã bao năm trôi qua, tôi không thể nào quên được trận chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972 xảy ra tại Đắc Tô, Tân Cảnh, mạn bắc của cao nguyên Trung Phần, mà gia đình tôi đã vướng vào vòng lửa đạn cho đến cuối năm 1987. Tổng thể là 15 năm trường sống trong hệ lụy chiến tranh. Tôi lớn lên tại mảnh đất khó, nghèo đó và đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Chọn tuổi thơ của tôi chìm đắm trong khổ đau bất hạnh như bao thường dân vô tội khác tại quận lỵ này. Thân phụ tôi, Trương Hồng Nhơn, quê quán ở quận Cần Đước, tỉnh Long An. Ông lập gia đình sớm vào năm 21 tuổi. Thời thanh niên, ông làm điểm hóa viên ở cảng Sài Gòn, theo lệnh tổng động viên do nhu cầu chiến trường. Ông ghi danh nhập ngũ, thụ huấn tại trường sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức vào cuối năm 1965 và mãn khóa vào đầu năm 1966, có lẽ khóa 22 hay 23 với cấp bậc chuẩn úy. Cha tôi nhận sự vụ lệnh đi trình diện một đơn vị địa phương quân ở tiểu khu Đắk Lắk và đóng ở ngoại ô của thị xã Buôn Ma Thuột từ năm 1966 đến năm 1970. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, cha tôi được cử đi học khóa hành quân rừng núi Sình Lầy ở trung tâm huấn luyện Dục Mỹ, kéo dài 6 tuần lễ, 42 ngày. Ông may mắn có tên trong danh sách khóa sinh do Tổng cục quân huấn luyện chọn, vì sĩ quan địa phương quân không thuộc đơn vị áp dụng chiến thuật phản xô kích như các binh chủng biệt động quân, lực lượng đặc biệt và nhảy dù, vân vân, nên ít khi có cơ hội. Điều này cũng dễ hiểu vì đơn vị địa phương quân bị đánh giá là sắc lính yếu. Ngay cả cộng quân cũng nghĩ như vậy. Nhưng hãy khoan kết luận vội, quý vị sẽ tìm được đáp số ở cuối bài viết để xem lực lượng này có dũng cảm trong trận chiến cuối cùng phá tan binh lực của cộng quân, mưu toan chiếm quận Thủ Thừa, cắt quốc lộ 4 và áp sát thủ đô Sài Gòn vào giữa tháng 4 năm 1975 hay không. Năm 1970, cha tôi là trung úy đại đội trưởng đại đội 408 địa phương quân, không biết thuộc tiểu đoàn nào của tiểu khu Kon Tum. Đại đội 408 địa phương quân có nhiệm vụ trấn đóng
ở các đồn chốt, gìn giữ an ninh quốc lộ 14 là độc đạo duy nhất từ Kon Tum lên quận lỵ Đắc Tô từ năm 1971 đến tháng 4 năm 1972. Những tiền đồn heo hút trên quốc lộ 14 như đồn Ngô Trang, đại đội 408 địa phương quân từng đóng ở đó, ấp Võ Định và xã Diên Bình gợi lại trong trí nhớ tuổi thơ. Đến khi cộng quân khởi động chiến dịch xuân hè 1972 thì cuộc sống của gia đình ba người chúng tôi bị đảo lộn toàn diện. Ngày 15 tháng 4 năm 1972, Trung đoàn 52, Sư đoàn 302 Bắc Việt được sự yểm trợ của các trung đoàn pháo nặng 130 ly và hỏa tiễn 122 ly đánh biển người, chọc thủng phòng tuyến Charlie do tiểu đoàn 11 nhảy dù trấn giữ, một cao độ xấp xỉ trên 900 mét từ ngày 2 tháng 4 năm 1972. Cao điểm Charlie là nút chặn chiến lược quan trọng kiểm soát ngã ba Đông Dương, đường tiếp vận của Bắc Việt để xâm nhập vào tỉnh Kon Tum. Vị trí khu vực đồi Charlie giáp ranh với một nhánh sông Poco và quốc lộ 14. Đây là huyết mạch cửa ngõ dẫn vào thị xã Tân Cảnh, cách đó khoảng 10 km. Cộng sản mưu toan chia cắt quốc lộ 14 để dứt điểm phi trường Phượng Hoàng gần đó và bản doanh của Trung đoàn 42, Sư đoàn 22 Bộ binh Quân đội miền Nam thuộc tuyến phòng thủ ngoại vi của thị trấn Tân Cảnh để làm chủ tình hình phía bắc tỉnh Kon Tum. Quận lỵ Đắc Tô và thị trấn Tân Cảnh bỗng dưng trở nên sôi động trong chiến dịch xuân hè 1972 của mặt trận B3, như bao chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh năm 1967 và Đắc Tô Ben Het năm 1969 của những năm về trước, thời điểm cuộc chiến leo thang cực độ khi quân đội Hoa Kỳ còn tham chiến mạnh mẽ ở Việt Nam. Khi tuyến thép Charlie bị vỡ, Trung úy Trương Hồng Nhơn nhận lệnh đưa đại đội 408 địa phương quân lên tăng phái cho chi khu Đắc Tô. Đại đội đặt dưới quyền chỉ huy của thiếu tá quận trưởng Lo Văn Bảo, gốc người Thái ở Bắc Việt. Thiếu tá Bảo xuất thân khóa 8 Hoàng Thụy Đông, võ bị quốc gia Đà Lạt, vóc dáng người cao lớn và đôi mắt quắc sắc biểu lộ nghị lực quyết chiến. Trung úy Nhơn dẫn theo vợ con lên trên quận lỵ cùng với ông, vì đời sống của người lính địa phương quân thường gắn liền với gia đình của họ. Thực ra Đắc Tô không xa lạ gì với gia đình tôi cho lắm, vì chúng tôi từng sống ở đó một thời gian. Ngày còn lính nhi đồng, mẹ anh lính dưới quyền ba tôi hay bế ẵm tôi đi xin kẹo của lính Mỹ khi họ có dịp ghé qua địa danh này. Tôi còn nhớ rõ mồn một biến cố xảy ra tại quận Đắc Tô vào chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 4 năm 1972. Lúc đó tôi gần 7 tuổi. Ngày hôm ấy, cơn mưa tháng 4 tầm tã trút nước như xối và cộng quân lại nã pháo dữ dội ở khắp nơi trong quận. Ngồi trong lô cốt nhìn ra ngoài trời mưa, quan sát, binh sĩ trú phòng chỉ thấy dân thượng mặc áo mưa chạy lụp sụp, lánh nạn tránh đạn pháo kích, nhưng chưa thấy dấu hiệu chiến xa cộng quân tiến vô Đắc Tô cùng bộ binh Tùng Thiết. Sau khi ba tôi đi tù cải tạo về, kể rằng có nghe tiếng máy xe tăng vang vọng ở hướng tây bắc của quận lỵ vào ban đêm, nhưng không thấy chiến xa xuất hiện. Chi khu Đắc Tô tung nhiều toán trinh sát địa phương quân vào vùng so thám cũng không đạt được kết quả gì. Thượng tướng Bắc Việt Đặng Vũ Hiệp giải thích trong ký ức Tây Nguyên,
có 9 chiếc chiến xa T-54 đã ẩn mình, ngụy trang trong khu vực ngầm của bờ sông Boko, và bộ đội công binh mở đường K-50 bằng cách qua rừng. Chiến xa xuất phát vào tối 23 tháng 4 Chủ nhật, lướt qua Chikodakto để tiến về hướng bản doanh của Trung đoàn 42, Sư đoàn 22 Bộ binh, gần Tân Cảnh. Đúng 4 giờ 30 dạng ngày 24 tháng 4 thứ Hai, xe tăng cùng bộ đội Tùng Thiết diệt các chốt điểm, yểm trợ cho nhau và càn qua các hàng rào của căn cứ. Dựa theo sự kiện này thì xe tăng địch không nhắm đánh Chikodakto. Cha tôi đôn đốc binh sĩ chạy ngược chạy xuôi bảo vệ bộ chỉ huy của thiếu tá Bảo, sợ đặc công mò vào dinh quận trưởng tấn công. Lính tráng sứ quyền của cha tôi phòng thủ nghiêm ngặt khắp nơi. Cha tôi phái một binh sĩ cõng tôi sau lưng và lấy tấm bôn xô cột chặt tôi vào người anh ta để khi chạy loạn khỏi bị rớt. Mẹ tôi cầm giỏ quần áo đi đằng sau toán lính, thấy cha tôi bận rộn làm nhiệm vụ lại phải vừa chăm sóc cho vợ con. Bà nhận xét chồng mình khó có thể chu toàn trách nhiệm của người chỉ huy nên xin tách ra riêng. Từ đó, mẹ con chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với ông. Mẹ con chúng tôi chạy theo đoàn người di tản vào một nhà thờ ở trong quận lỵ ngay buổi tối 22 tháng 4, thứ Bảy hôm đó, nghĩ rằng nơi này là chốn tôn nghiêm, cộng quân không nỡ nào pháo kích vào, nên trú ẩn ở đây chắc sẽ được an toàn. Sáng Chủ nhật, ngày 23 tháng 4 năm 1972, một biến cố xảy ra khi mẹ dẫn tôi ra ngoài khuôn viên nhà thờ hơi xa xa để đi vệ sinh. Khi trở lại, thấy nhà thờ đã bị pháo địch dập nát, người dân vô tội chết nằm la liệt. Mẹ con chúng tôi đành phải theo lớp người sống sót cuốn gói ra đi, tìm một nơi trú ẩn an toàn khác, hòa nhập vào dòng người di tản, bỏ nhà bỏ của chạy lấy người, đi bộ lần ra tới quốc lộ 14 được một ngày. Nhóm thường dân cỡ chừng 100 người, Kinh và Thượng gồm có hai mẹ con chúng tôi, bị đám xô kích địa phương chặn lại. Chúng lùa tất cả mọi người, nam phụ lão ấu vào rừng. Thế là từ nay, thường dân vô tội của quận lỵ Đắc Tô không nhanh chân chạy thoát được, đều bị chúng bắt như cá chậu chim lồng. Đó là vào xế trưa thứ Hai ngày 24 tháng 4 năm 1972. Số lượng dân chúng của quận lỵ Đắc Tô và các xã lân cận bị cầm giữ trong vùng Việt Cộng vừa mới chiếm được cũng cỡ khoảng 5-6 ngàn người. Binh sĩ và thanh niên trai tráng trong hạn tuổi quân dịch bị thanh lọc và bắt tách ra riêng. Chúng bắt dân kê khai lý lịch, xem ai có thân nhân liên hệ đến ngụy quân ngụy quyền hay không. May thay, trong đám người bị bắt chung không ai biết rõ thân thế của hai mẹ con chúng tôi, nên mẹ tôi giấu biệt lý lịch gia đình, chỉ khai là thường dân mà thôi. Thường dân gồm ông già, bà lão, đàn bà và con nít bị Việt Cộng xé lẻ ra từng nhóm nhỏ, sống sơ tán ở nhiều nơi. Có nhóm thì 100, 200 hay 500 người một cho dễ bề kiểm soát. Họ đẩy tất cả mọi người vào rừng rú hay mật khu của chúng gần vùng Tam Biên, gần vùng Tam biên giới Việt Miên Lào. Khó có thể định hướng được các khu vực rừng núi này thuộc địa hạt nào. Cư dân địa phương thì đoán chừng vị trí này có lẽ chỉ chung quanh phạm vi của quận lỵ Đắc Tô mà thôi. Tuyệt nhiên không ai được phép sống trong thị trấn Đắc Tô và Tân Cảnh, kể cả bọn chúng nữa. Sau khi Đắc Tô bị cộng quân cưỡng chiếm vào thứ Hai
ngày 24 tháng 4 năm 1972, thì quận lụy hoàn toàn bị bỏ trống 100%. Mấy ngày đầu bị bắt, Việt Cộng cho mỗi người một vắt cơm lạc để ăn. Sau đó du kích địa phương, đi lùng những ruộng lúa hay các rẫy khoai mì, tức là sắn, ở buôn thượng bị bỏ hoang, rồi dẫn dân chúng đến đó vào ban đêm bị nhổ. Trời thì tối như mực, dân chúng cứ cầm cây mì đứng bên, rồi vuốt bằng tay. Mỗi người thu nhặt cho mình một mớ khoai mì chiến lợi phẩm, mang về rắc nhỏ ra, sấy cho khô để nấu ăn. Nếu gặp được ruộng lúa, thì Việt Cộng cho tuốt lúa, người nào tuốt được hơn một ký thóc là may lắm rồi. Thóc lúa rang khô, rồi giã bằng cùi để tách vỏ trống và cám ra thành bột gạo. Sau đó người ta dùng nắp vung nồi để rang gạo cho khô, cất sành để nấu ăn. Nhưng thường thường thì gặp rẫy khoai mì nhiều hơn là ruộng lúa, ngày nào cũng ăn cùng mì, nên dân chúng chế biến đủ mọi thứ món như mì luộc, canh khoai mì, vân vân. Nấu cùng mì bằng các nồi nhôm nhặt được trong các buôn thượng đấy. Đi đến các buôn thượng nào thấy thiếu thiếu cái gì thì họ lượm cái đó mang theo để sử dụng. Thiếu lương thực nên dân chúng đi hái tàu bay, rau sam, nấm rừng, tùy loại ăn được, mang tre rừng, rau dớn rừng mọc dọc theo các khe suối ở môi trường hoang dã. Và cây môn thục, còn gọi là cây môn ngứa, ngâm vào nước gạo để làm dưa chua, tăng thêm phần ẩm thực. Đó là chưa kể đến tình trạng bắt được con gì ở ngoài rừng già ăn được là ăn con ấy. Gia vị thiếu nghiêm trọng, nhất là trong việc nấu nướng chính là muối biển. Đôi khi Việt Cộng chuyển đâu đó từ Lào sang một số muối hột, phân phát nửa thìa cà phê cho hộ một người. Hai mẹ con của chúng tôi thì được một muỗng muối hột để ăn. Gia đình nào đông thì được nhiều và gia đình nào ít thì được ít, nhưng không phải lúc nào cũng được phân phát muối hột. Ăn phải cầm chừng, kẻo hết muối để nấu ăn. Nói tóm lại, không có muối ăn cũng chết, mà ăn nhiều quá thì bị phù thủng. Chốn rừng thiêng nước độc, môi trường đầy muỗi mỏng, vắt đốt, sốt rét, lại không có thuốc men chữa trị, gây nên các bệnh dịch cúm sởi, cộng thêm thiếu ăn, sinh ra đủ thứ bệnh tật. Tội nghiệp nhất là đám con nít sơ sinh, không có sữa để bú, thiếu vệ sinh dinh dưỡng và bị sốt rét rừng, nên chết rất nhiều. Có gia đình 5-6 đứa con nhỏ đều chết hết ráo. Nói chung là người nào chết thì ráng chịu, không ai còn nước mắt hay lòng nhân ái để mủi lòng thương hại lẫn nhau nữa. Thường dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, không có chòi, lều và nhà sàn để ở gì cả. Nước uống, nấu nướng và tắm giặt bằng nước suối. Có thể nói là hôm nay thì ở rừng này, mai thì ở rừng kia, di chuyển lên đồi xuống núi nhiều lần trong một ngày là chuyện thường tình. Di rời từ rừng này sang rừng khác, có lúc thì vào ban ngày, nhưng đa số thì vào ban đêm, để tránh phi pháo của không quân miền Nam và Hoa Kỳ oanh tạc. Mỗi lần nghe tiếng động cơ máy bay trên trời, đám du kích la toáng lên: chạy lẹ lên, kẻo máy bay ngụy đến bỏ bom đánh phá ta. Bất cứ ai mà chậm chạp, chẳng hạn như đang lúc nấu nướng làm bếp, chúng bèn tạt nước và đống lửa bắt bỏ hết để ra đi. Quần áo mỗi người mang theo trong giỏ, lúc đi di tản chỉ có vài bộ đồ thay mặc dần dần, bắt đầu đã rách rưới tả tơi. Vá được mảnh nào, trộm mảnh nọ hay xin được quần áo của ai đó thì mặc đại để che thân. Tuy nhiên không thấy cảnh người sống thiếu áo quần, bèn lấy quần lấy áo của người chết giặt lại để mặc cả. Chúng tôi mỗi lần đi tắm ở dưới suối, phải vắt quần áo lên bụi cây phơi khô, tắm cởi chuồng, xong lấy quần áo đó mặc lại. Quần áo mặc đa phần nhất y nhất quần, một bộ đồ duy nhất. Đàn ông con trai đi tắm thì dễ rồi, nhưng đàn bà con gái đi tắm mới khổ tấm thân. Họ rủ nhau kiếm một chỗ kín đáo, canh chừng cho nhau tắm gội và giặt sũ.
không có xà bông để tắm. Dân chúng tùy cơ ứng biến, kiếm đâu ra được vài trái bòn hòn, vò vào nước thay cho xà bông để chà rửa thân thể. Tôi nhớ mỗi lần đi tắm ở dưới suối. Cuộc sống của thường dân quận Lỵ Đắc Tô bị Bắc Việt kèm kẹp trong vùng giải phóng, rất lầm than cơ cực, cứ quần quật như thế tính từ cuối tháng 4 năm 1972 cho đến khi Hiệp định Đình chiến Ba Lê thực thi sau ngày 27 tháng 1 năm 1973. Vùng nào Việt Cộng chiếm được trước đó coi như thuộc quyền sở hữu của chúng. Sau ngày đình chiến lịch sử đó, không ai được phép trở lại thị trấn Đắc Tô để sống nữa, kể cả những người từng có nhà ở đó, vì quận Lỵ đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Ban quân quản địa phương chia cho mỗi gia đình một mảnh đất nhỏ ở hai bên quốc lộ 14 để khai hoang lập nghiệp. Dân chúng tự động kiếm cây rừng làm chòi, lợp tranh trát vách để ở. Người này giúp đỡ người kia, dựng nhà đùm bọc lẫn nhau để sống. Dân chúng làm rẫy canh tác như trồng lúa, trồng khoai lang, khoai mì và hoa màu, tự tạo ra thực phẩm để sinh nhai.